Rồi bây giờ ba sẽ lấy quà tặng cho tất cả các bạn nhỏ nha. Nhưng mà bây giờ điều kiện đầu tiên là các bạn nhỏ ngồi vô đây, lấy cái mày trùm hết lại, ba sẽ biến. Biến rồi. Chung hết vô trong đó, ngồi vô trong này đây. Không được ló đầu ra nha. Ai mà ló đầu ra là không được quà. Rồi cho hết vô. Rồi cho dấu vô luôn. Cho dấu vô luôn. Cho dấu vô trong đó chứ. Rồi ngồi trong đó nha. Ngồi im đó, ba đi lấy quà, không được chui đầu ra nha. Ai mà chui đầu ra là sẽ không được quà nha. Rồi cho dấu chơi luôn. Anh ta bật quà. Rồi chui mày vô chưa? Rồi cho dấu chui vô luôn. Chưa. Chưa. Rồi chuẩn bị mở mắt ra. Gì vậy? Không nhìn tay cái rồi lại khư quà. Trời Dĩ Hấu biết trước lại khư quà với chị hai kìa. Dĩ Hấu cũng có quà ở trong đó nữa. Trời Dĩ Hấu chơi. Xé ra đi con, xé ra đi, xé cái bao đen ra, xé cái bao bự ra, xé rách bao bự ra, xé bên ngoài á, đừng xé trong cái. Trời ơi, xé mà té dính bánh luôn. Có chừng trúng em gì không? Cái ba phụ. Ây da. Bóng quà nhỏ gì đây? Yeah. Cái đó là con mèo của em cháu con đó. Mèo của cháu con. Mèo của cháu con. À, chiếc xe đó là của con. Yeah, chiếc xe của con. Chị không buồn. Cái này là của ai? Đố rồi của ai? Của Diễm Nhi. Ừ. Diễm Nhi đó. Yeah, khỏi làm. Này, này đố rồi của ai? Chị Hảo. Đúng rồi. Chị Hảo chỉ có chơi trò xếp hình thôi. Từ từ để em lấy ra đi. Con đón coi. Em đó có một món quà rồi. Cái gì? Cái gì có quà rồi? Tina. Tina có quà luôn rồi. Giáo có quà rồi. Danh. Vô danh nghĩ sao chơi xe. Vô danh là con trai mà. Nhưng mà vô danh đâu có chơi được đâu. Em bay ở đâu đây? Ủa chị Nhi? Cái Nhi có hoài rồi. Ủa chị? Chị Nhi? Có hoài rồi. Chị Nhi? Nhi có hoài rồi. Chị? Cái Nhi có hoài rồi, con suy nghĩ coi, có ai? Quà đó phải là của con trai. Ở của con. Còn cái xe kia là của một người con trai. Em chào. Chị hai. Em Biu. Em Biu đâu đây? Chị hai. Anh cháu có quà rồi. Chị hai. Chị Hậu. Chị Nhi. Sai. Tina. Tina có rồi. Con, chị hai. Con coi thứ hai chưa có. Không phải của mẹ, nghĩ sao mẹ chơi xe? Của anh nào? Của anh. Anh hay kinh. Đúng rồi, con hay kinh. Của chị Nhi đi về tặng cho anh hay kinh nè.
Rồi, cái đất lên hai kinh đó. Rồi, cái đó là của dưa hấu. Con với dưa hấu chơi chung. Con có bộ kia rồi. Kia có bác sĩ rồi. Rồi câu cá nữa kìa. Con với dưa hấu phần cái câu cá đó. Câu cá đó thì cho con với dưa hấu chơi đó. Ba còn cái đây là cái gì? Đập chuột. Dạ. Đập chuột. Này cái này của dưa hấu nè. Nè. Mở ra. Ba con mở cái đây ra nha ba. Có dưa hấu nè. Rồi. Mở này ra nha. Để về dưới mở con, đừng có mở đây, để con đem dưới về nhà con mở. Rồi con mở ra chơi luôn đi. Cả nhà mình chơi. Cho con với dưa hấu. Rồi, có dưa hấu nè. Đó. Dưa hấu mới xếp cái này đó. Đó. Thầy giáo lấy cái này ra xếp vô. Đó. Thầy xếp vô. Gắn vô. Đúng rồi, gắn vô đây. Gắn vô. Dạ. Rồi nè. Đây nữa nè. Đó. Rồi gắn vô đây. Gắn vô. Đó. Rồi nè. Thấy dưa hấu tập gắn á. Từ từ cái đây dưa hấu mới biết gắn được dưa hấu. Ấy cái gì vậy?